Lễ hội Beer Oktoberfest thu hút khoảng 6 triệu du khách đến thành phố Munich mỗi năm, trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài. Quyết định hủy bỏ sự kiện năm thứ hai liên tiếp được đưa ra trong bối cảnh rủi ro do đại dịch COVID-19 là quá lớn. Điều này đã khiến không ít người dân và du khách tiếc nuối. Tôi sẽ rất nhớ lễ hội này, tất cả chúng tôi đều thích lễ hội tháng 10, nhưng tôi nghĩ rằng đây là quyết định đúng đắn. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể tổ chức sự kiện này vào năm tới một cách hợp lý hơn. Lễ hội Oktoberfest năm nay ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Cho đến nay, Đức đã tiêm chủng cho hơn 28% dân số. Với việc tăng cường tiêm chủng và số ca lây nhiễm giảm xuống, Đức hy vọng có thể sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.